Chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Australia được chia làm 3 giai đoạn. Đối tượng được tiêm trong từng giai đoạn được xác định phụ thuộc vào nguy cơ lây nhiễm và mức độ nguy hiểm khi mắc bệnh. Dựa trên tiêu chí này mà những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch, như những người làm việc tại cửa khẩu, ở khu cách ly, các nhân viên y tế có nhiều nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, và những người lớn tuổi, nhân viên làm việc tại các nhà dưỡng lão là các đối tượng được tiêm vaccine trong đợt đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt khẳng định. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của nước này. next Ngày hôm nay đánh dấu giai đoạn mới. Đây là thời điểm tuyệt vời của đất nước chúng ta. Chúng ta cần có nhiều người tiêm vaccine, càng nhiều càng tốt. Chúng ta đang có những tiến triển tích cực và thật tuyệt vời khi chứng kiến những điều này. Hôm nay là ngày của hy vọng và sự bảo vệ. Australia đã đặt mua tổng cộng hơn 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer, AstraZeneca, Novavax và từ chương trình tiêm chủng COVAX. Số vaccine này không chỉ đủ cung cấp cho người dân và những người nước ngoài đang sinh sống tại Australia, mà còn được cung cấp cho các đối tác ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cho đến lúc này, Australia đã cấp phép sử dụng cho hai vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và AstraZeneca. Vắc-xin được sử dụng trong đợt tiêm chủng đầu tiên là vaccine của Pfizer, trong khi vaccine của AstraZeneca sẽ được sử dụng trong hai đợt còn lại. Vì vaccine của Pfizer cần phải bảo quản trong điều kiện nghiêm ngặt với nhiệt độ khoảng âm 70 độ C, nên những người tham gia tiêm vaccine này trong giai đoạn 1 sẽ phải tới một cơ sở y tế đạt đủ tiêu chuẩn để được tiêm. Tuy vậy, với vaccine của AstraZeneca, mọi người có thể đăng ký tiêm với các bác sĩ gia đình. Australia hy vọng càng nhiều người dân tiêm vaccine càng tốt, để tạo ra miễn dịch cộng đồng, từng bước tiến tới loại bỏ dịch COVID-19.